Rồi chào các bạn, bây giờ là 7:30 sáng thứ bảy ngày 29/4/2023. Mình ghi lại hình ảnh cùng về đường phố cho các bạn mình cùng xem hôm nay dịp lễ này như thế nào. Hiện tại là mình đang đi trên đường Hà Hải Nguyên thuộc phường 2 quận 11. Phía trước mình là đường Minh Phụng cắt ngang nha các bạn. Những ngày lễ hay là chủ nhật đường phố Sài Gòn thì có vẻ chưa thấy lượng người đi lại ngoài đường cũng ít. Rồi trước mặt là đường 3/2 cắt ngang nha các bạn. Qua đây là Nguyễn Thị Nhỏ. Nguyễn Thị Nhỏ này là thuộc phường 6, quận 11. Dòng vô lại đây là đường 3/2 nha các bạn. Ngã ba mình vừa đi qua là ngã ba 3/2 và đường Tung Tiền các bạn. Để mình quẹo vô đây là đường Tạ Uyên.
đường phố tương đối vắng vẻ nha các bạn. Bữa nay là thứ bảy cuối tuần, với nữa là không khí là nghỉ lễ. Trước mặt mình là đường Nguyễn Chí Thanh cắt ngang đó các bạn. Đây là đường ngã tư đường Tân Thành rất ngang. Mình quẹo phải là mình vô lại đường Hồng Bàng. Đường Hồng Bàng này mà mình đi thẳng là tới dòng xe cây gõ, là qua cái cầu cây gõ đó các bạn. Trước mặt mình là cầu vượt cây gõ đó các bạn. Hướng này là hướng mà đi về dòng xe số 5 nè. Bây giờ là mình quẹo phải là vô đường Minh Phụng nha các bạn.
đây là đường Minh Phụng. Ở phía bên phải mình là hướng là đường 3 tháng 2. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký, ủng hộ kênh cho mình. Mình xin thành thật cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn.